bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em những động tác cơ bản của điệu múa. Đầu tiên, động tác thứ nhất, về động tác chân, chúng ta dậm đều chân phải trước. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Như vậy chúng ta làm 8 nhịp. Sau đó hai tay nâng cao 8 nhịp theo nhịp chân. Thầy làm mẫu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy bây giờ chúng ta thực hành động tác thứ nhất. Thầy sẽ hô các em làm theo. Bắt đầu bằng chân phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai, hai tay ôm chặt ngực và ta vòng về bên trái. Động tác chân dùng nảy nhẹ, tạm nhịp. Nghiêng về bên trái trước, vòng bên trái, thay là mẫu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ các em làm theo thầy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và thứ 3, ta sẽ về lại vị trí đầu tiên. Bắt đầu bằng chân trái, lùi 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhịp thứ 4, hai tay nâng cao. Hai tay nâng cao. Sau đó chúng ta sẽ vòng về bên phải, hai tay lắc cổ tay, nghiêng về bên phải, tạm nhịp, dùng nảy giống động tác thứ nhất. Thầy làm mẫu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành động tác thứ nhất, thứ nhì, thứ ba và thứ tư. Thầy làm lại từ đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta sẽ làm động tác thứ năm. Chân đưa thẳng đặt gọn, bắt đầu bằng chân trái, đặt gọn chân phải. Hai tay vung về hướng phải, sau đó rút chân phải về, dậm chân tại chỗ hai nhịp. Hai tay vung nhẹ, thành là mẫu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta làm mỗi bên là hai lần, thành là từ đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 5. Hai tay để lên vai. Hai tay. Và chúng ta bắt đầu sẽ đi về bên trái. Người dùng nảy nhẹ 4 nhịp. Sau về lại 4 nhịp. Tất cả làm 2 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và động tác cuối cùng, hai tay ôm chặt ngực và vòng bên trái, người dùng nảy nhẹ, hai tay vung lên và về lại tư thế ban đầu. Thầy làm mẫu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy là hoàn toàn hết điều mà chúng ta vừa thầy vừa tập trong. Bây giờ các em hãy xem các bạn thì như Đà Nẵng chúng ta cùng biểu diễn lại điều mỗi này. Hãy luôn gắn kết, mong sao cho khăn quà thăm mãi mãi em.
cao cao.